người phát bóng là Ngọc Thuân. Chưa cái bóng lên là chưa đợt rồi. Đây, đầu. Con. Hiệp. Vâng, lần này thì Ngọc Thuân. Vâng. Được cứu bóng của Dương Ngọc Danh đã mang về điểm số 14 cho cầu thủ Minh Sơn. Lúc này là 14-21. Điểm 4-1 cho cầu thủ Kim. Đây là mỏ hông. Rất uy lực. Điểm số được dừng ngắn còn 2-4 cho cầu thủ Minh Sơn. Trận bóng rất hay của Dương Ngọc Danh. Điểm số lúc này là 14-11. Anh nhảy lên đây là đặt chân. Bóng chuyền vẫn còn đây. Vẫn là màu hồng. Rất mạnh mẽ. Bóng pha bóng dài. Điểm 82 cho cầu thủ Minh Sơn. Màu hồng. Và đập cao và đập bóng của màu hồng. Số đang tăng lên là 23-20. Cầu thủ Tân Sơn xin tạm dừng hội ý. Tám mặt đấy. Đá bóng rất hay của Mỏ Hồng và Lê Cương. Điểm số được nâng lên cách biệt 2 điểm 11-9 cho cầu thủ Kim. Rồi đến với mùa hông. Rất uy lực. 19-23. Đánh đó. Sao anh ơi? Số 13 là Mạnh Nga Sơn. Đây là mùa giải một trong những cầu thủ quá nhẹ nhàng, chơi khép bật rất cao. Điểm số đang nâng lên 16-15 cho cầu thủ Minh Sơn. Bóng chưa qua lưới rất đáng tiếc. Cầu thủ số 13 của Minh Sơn, điểm số vẫn còn 17-14. Phòng thủ tốt và điểm trong sân mà 18-13. Ôi trời ơi, cao người cái quả bóng đó này.